Chúa Thánh, cảm ơn Chúa vì buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau ở hiện tại trên căn phòng Zoom này. Và cảm ơn Chúa bởi vì tình yêu của Chúa và bởi vì ân điển của Chúa mà chúng ta được có thời giờ để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Và trước khi mà chúng ta bước vào trong thời giờ thờ phượng Chúa trong buổi tối ngày hôm nay, một lần nữa con xin phép được đọc lời của Chúa ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu số 12. Lời Chúa chép rằng: Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Thì con xin đọc một lần nữa: Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, hãy bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Con cảm ơn Chúa. Xin Hội Thánh cùng hiệp ý với con trong sự cầu nguyện trước khi mà chúng ta thờ phượng Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay. Cha, chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu thương của Ngài, ân điển của Chúa mà chúng con được gọi Ngài là A-ba, là cha của chúng con. Và Ngài cho phép chúng con được giữ phần vào trong công việc của nhà Ngài. Cha, buổi tối ngày hôm nay, những tôi tớ hè mọn trước mặt Ngài, chúng con ra mắt Chúa với tấm lòng khiêm nhu và hạ mình trước mặt Ngài. Cha, con cầu nguyện để từ đời sống chúng con, danh Chúa Ngài được cả sáng qua sự thờ phượng của chúng con, qua những lời ca hát, hay là chúng con ngợi khen Ngài. Cha, để hầu cho danh Chúa Ngài được tôn cao giữa vòng chúng con, để người ngoại lấy việc cớ đó họ nhận biết Ngài, họ được Chúa Ngài động chạm tấm lòng họ bởi những sự mà chúng con đã ca tụng ngợi khen và làm chứng trước mặt mọi người. Con cảm tạ ơn Chúa. Cha, cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn và sức dầu trên hết hại chúng con, để những người sẽ cùng với nhau thờ phượng Ngài. Cha ơi, chúng con nhớ lại câu chỉ rằng dầu ngày xưa rằng dân rất là đông, nhưng mà khi họ hiệp ý với nhau, cùng nhau la lớn tiếng xung quanh thành, thì Chúa ơi, cái thành đó đã bị sụp đổ xuống. Và buổi tối ngày hôm nay chúng con đồng một tiếng nói với chúng con, nói rằng tất cả những điều gì ngăn trở chúng con phải bị sụp đổ xuống trong danh Chúa Jesus Christ. Và nhân danh Chúa Jesus Christ, chúng con công bố phá hủy mọi điều gì ngăn trở chúng con đến với Ngài trong thời giờ này, để sự hiện diện của Chúa, tình yêu của Ngài, quyền năng của Chúa được bày tỏ cho dân sự Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Nhân danh Chúa Jesus Christ, chúng con công bố sự phóng hưng của Ngài, sự phục hưng của Chúa, sự đổ đầy của Chúa sẽ đến cho nhân sự Chúa trong buổi tối ngày hôm nay, đang khi chúng con thờ phượng Ngài. Hiệu quyền năng phép lạ giống kỳ của Chúa sẽ bày tỏ ra hỏa thánh của Chúa qua những người xung quanh chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa thật là nhiều. Chúa ơi, chúc phước trên các thiết bị của chúng con, để những thiết bị, những vi tính, những chiếc điện thoại đều phải thờ phượng Ngài. Chúng nó phải đầu phục Chúa. Nhân danh Chúa Jesus Christ, chúng con chân trình buổi nhớ buổi tối ngày hôm nay lên cánh tay của Chúa, và chúng con hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta hãy dọn tấm lòng chúng ta trước khi mà chúng ta bước vào sự thờ phượng của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa Ngài đến, Ngài thăm viếng nhân sự của Ngài. Xin Chúa Ngài hiện hữu cho chúng con trong khi chúng con thờ phượng Chúa, trong khi chúng con tôn vinh danh của Ngài. Chúa Ngài sẽ ngự giữa tấm lòng của chúng con. Ngài sẽ đối xem những tấm lòng của chúng con. Chơi chúng con là những tấm lòng đang tan vỡ, đang chờ đợi Chúa Ngài đến, Ngài hàn gắn. Ngài hàn gắn lại những tấm lòng đang tan vỡ của chúng con. Xin Chúa Ngài hãy lấy huyết của Chúa mà Chúa Ngài rửa sạch tội lỗi chúng con, để cho chúng con đến trước mặt Chúa một cách thánh khiết, thì chúng con sẽ trở thành một của lễ đẹp lòng của Đức Chúa Trời. Trong tấm lòng chúng con đốt cháy hết tất cả những gì không theo ý muốn của Cha. Hallelujah.
Chúng tăng năng
trên trần gian, càng yêu Chúa thì.
sư mời, Chúa suốt sẽ cầu nguyện. Trước khi chúng ta bước vào thì giờ nghe lời của Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của mỗi một anh em chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài ở cùng với anh em chúng con, bảo vệ gìn giữ anh em chúng con một ngày được bình an. Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay Ngài gom bó tất cả ông bà anh chị em chúng con nhóm nhau lại trên đường trên đây này. Cảm ơn Chúa anh em chúng con tìm kiếm Chúa, anh em chúng con tìm kiếm Chúa hết lòng. Xin Ngài ban ơn ban phước lại cho ông bà anh chị em chúng con có mặt buổi tối hôm nay. Xin Ngài ban ơn cho anh em chúng con đầy ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, đầy ơn của Chúa và đầy sự sức dầu mới ở trên đời sống anh em chúng con. Cảm ơn Chúa bởi ân điển của Ngài mà anh em chúng con được cứu, nhờ ân điển của Ngài mà anh em chúng con được làm con trai con gái của Ngài. Cảm ơn Chúa mấy ngày qua, mấy tháng qua, bởi vì đại dịch virus corona anh em chúng con không nhóm nhau lại nhau được ở trên hội thánh, ở trên nhà thờ. Nhưng anh em chúng con tìm kiếm Ngài, anh em chúng con tìm kiếm Ngài ở trên đường dây lai. Chúa ơi, anh em chúng con tìm kiếm Chúa, anh em chúng con tìm kiếm Ngài hết lòng. Xin Ngài ban ơn ban phước lại cho tất cả ông bà anh chị em chúng con. Mỗi ngày luôn luôn ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Tất cả ông bà anh chị em chúng con buổi tối hôm nay có mặt trên đường dây lai này, những con người nào có bệnh tật có năng đề, xin Ngài đến, Ngài cũng sẽ chữa lành cho anh em chúng con. Con tin rằng Ngài sẽ đấng chữa lành, Ngài sẽ đấng giải cứu và Ngài sẽ đấng yêu thương ông bà anh chị em chúng con. Con tin rằng anh em chúng con nhóm một nhau lại buổi tối hôm nay thì anh em chúng con trở về nhà của mình, và anh em chúng con nhóm xong buổi nhóm này thì anh em chúng con được chữa lành và anh em chúng con được bình an. Cảm ơn Chúa giờ này anh em chúng con buổi tối hôm nay cũng có ca hát hợp phần Ngài, và xin Ngài cũng ban ơn ban phước lại cho người hướng dẫn là bé Ngọc Trinh và cô bé Quỳnh. Xin Ngài ban ơn cho mấy cháu, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Xin Ngài cũng sức dầu ban ơn cho mấy em, mỗi ngày mấy em đến đàn và tiếng hát của mấy em được trong hòa, được gặp gần trên thánh linh của Ngài. Xin Ngài cũng ban ơn ban phước cho mấy em, đầy ơn Chúa và sức dầu mới của Ngài. Xin Ngài buổi tối hôm nay anh em chúng con cũng có nghe qua lời của Ngài, qua sự đẹp. Xin Ngài cũng ban ơn ban phước lại cho mục sư dẫn dạy lời của Ngài, truyền đạt lời của Ngài. Xin Ngài cũng sức dầu trên môi miệng ông để ông chuyển tải lời của Ngài. Xin Ngài cũng sức dầu trên tấm lòng của anh em chúng con để anh em chúng con đón nhận lời của Ngài buổi tối hôm nay. Xin Ngài ban ơn cho ông đầy ơn của Chúa và sự sức dầu mới của Ngài khi ông chia sẻ lời của Ngài. Xin Ngài cũng kêu sự sứ thánh của Ngài bảo vệ ông, gìn giữ ông, đứng vững bốn bức tường lửa xung quanh ông, bảo vệ ông từ đầu cho đến cuối giờ trong sự bình an. Cảm ơn Chúa, xin Ngài ban ơn ban phước lại cho tất cả ông bà chị em. Và ôi Chúa ơi, con nhớ lại đến hội thánh thiên ái này là một sư quản nhiệm của con, là một sư Lý và Bảo. Xin Ngài ban cho ông mọi càng chức vụ càng thêm lên càng thêm tới, ban cho ông có sức khỏe, ban cho ông được đầy ơn của Chúa và đầy sự sức dầu mới của Ngài. Mỗi ngày luôn luôn được bình an, luôn luôn có sức mới của Ngài để ông có sức khỏe và ông để giảng dạy lời của Ngài, để ông truyền bá phúc âm của Ngài, để qua đời sống của ông nhiều người ở Cà Mau này được cứu. Con tin rằng qua đời sống của ông thì tất cả con cái Chúa và ở tỉnh Cà Mau này thì sẽ được cứu và sẽ được phấn hưng, hội thánh của Ngài sẽ được đồn ra. Cảm ơn Chúa, con dâng mọi chương trình tốt đẹp, dâng tất cả ông bà anh chị em chúng con, dâng mọi chương trình, mọi đường dây lên cánh tay của Ngài. Xin Ngài tệ trị từ giờ đầu cho đến giờ cuối, xin Ngài bảo vệ và gìn giữ. Con cảm ơn Chúa và nói rằng yêu Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Christ. Amen. Amen. Amen, cảm ơn Chúa, cảm ơn Thầy Suốt đã cầu nguyện cho chúng ta. Dạ, và để thay đổi bầu không khí trong buổi tối ngày hôm nay, một lần nữa con xin hội thánh chúng ta cùng lắng lòng lại. Chúng ta sẽ nghe một bài hát qua Thầy Thảo sẽ gửi đến hội thánh, cũng như là ông muốn dâng lên Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin hội thánh cùng lắng nghe ca khúc mà ông sẽ trình bày. Dạ, xin mời Thầy Thảo ạ. Dạ, xin từ phụng Chúa bài hát Kìa Thiên Binh cùng nhau trỗi hát. Chúng ta có thể cho Thầy Thảo một tràng pháo tay không ạ? Chúc mừng các bạn. Ta chú ý cùng ta giữa ngày bình yên bấy Christmas in đây. Ta chú ý cùng ta giữa ngày bình yên bấy Christmas in đây. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Thầy Thảo. Bài hát rất là hay và rất là được khích lệ. Xin Chúa Ngài ban ơn, sức dầu cho Thầy càng hơn nữa, để giọng hát của Thầy sẽ mang lại nhiều sự khích lệ, sự vui mừng cho những người nghe ạ.
Dạ cảm ơn Chúa. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe lời của Chúa qua mục sư quản nhiệm của chúng ta, đó là mục sư Lý Hòa Bảo. Và trước khi mà chúng ta nghe lời của Chúa qua mục sư thì con xin phép đọc đoạn kinh thánh nền tảng cho buổi tối ngày hôm nay ở trong Philip. Con xin kính mời quý cô chú mẹ chị em chúng ta cùng dở kinh thánh ra trong sách Philip đoạn số 2. Dạ, kinh thánh sách Philip đoạn số 2, từ câu số 6 cho đến câu số 11. Chúng ta sẽ cùng nhau khởi sự trong lời của Chúa. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, phân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và trước khi mà chúng ta nghe lời của Chúa, con xin mời cô chú mạnh cho chúng ta cùng cho lời của Chúa một tràng pháo tay được không ạ? Và chúng ta cũng hãy khích lệ mục sư của chúng ta một tràng pháo tay đi ạ. Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh. Trong những ngày qua chúng ta có phước hạnh không ạ? Đứng đây dạng quá không? Hello, chúng ta có được phước không ạ? Cảm ơn Chúa vì một mùa Giáng sinh chắc khó quên trong mọi cuộc đời của chúng ta. Tất cả chúng ta đều nhóm vào Zoom, nhưng mà cảm ơn Chúa vì cái sự trung tín của hết thảy anh chị em. Và điều đặc biệt hội thánh chúng ta rất được phước, bởi vì chúng ta được mỗi ngày được nhiều đệ tớ Chúa đến để rồi chia sẻ lời của Chúa và chúng ta biết nhiều hơn. Tôi thấy là không có lúc nào mà chúng ta được nghe lời của Chúa hay là chúng ta được biết học được nhiều về Chúa của chúng ta là ai và Ngài đã giáng thế, sự giáng sinh của Ngài như thế nào trong năm 2021 này. Kính thưa hội thánh, buổi tối hôm nay tôi cùng học chung với hội thánh một cái chủ đề, đó là Chúa Giêsu thành người. Chúa Giêsu thành người. Và câu kinh thánh thì cháu Quỳnh mới đọc, đó là Philip đoạn 2 từ câu 6 đến câu 11. Kính thưa hội thánh, khi mình đọc câu kinh thánh này thì nói rằng Ngài tự bỏ mình đi. Quý vị cứ suy nghĩ điều này. Khi mà nói rằng tự bỏ mình có nghĩa là phủ nhận mình, như là phủ nhận cái quyền của Ngài. Kinh thánh là Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nghĩa là Ngài có hình của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài đặt, Ngài phủ nhận chính mình, rồi Ngài tự đặt xuống cái quyền hạn của mình, rồi cái khả năng của mình. Và quý vị cứ suy nghĩ đi, đây là cái việc không phải dễ, nó không phải dễ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình cứ nghĩ đời sống của tôi và anh chị em, thường thường á, chúng ta cầu nguyện Chúa là Chúa ơi cho con thêm cái này cái kia. Mình có cái nhà rồi, mình muốn thêm cái nhà nữa. Mình có chiếc xe rồi, mình muốn thêm chiếc xe nữa. Mình có mảnh đất rồi, mình muốn thêm mảnh đất nữa. Mình có phước rồi, mình muốn thêm phước nữa. Mình muốn mình có sức khỏe rồi, mình muốn thêm sức khỏe nữa. Mình thịnh vượng rồi mà mình cũng vẫn muốn thịnh vượng nữa. Rồi thậm chí mình được sức giàu rồi mình vẫn muốn được sự sức giàu. Rồi mình có ăn tứ rồi mình vẫn muốn có thêm ăn tứ. Đây là điều tất nhiên. Bởi vì hết thảy chúng ta là con người. Con mở dài mít để có thể tương tác. Tấm lệ hay này. Chú Thiện nữa. Thì chúng ta thấy rằng không phải là dễ. Đối với mà điều mà Chúa chúng ta đã làm. Vì bản tính con người của chúng ta thì luôn luôn là muốn thêm. Nhưng mà Chúa thì Ngài từ bỏ. Anh chị em ơi, đây là điều không phải dễ. Chúng ta có amen không ạ? Amen. Không ai mà cầu nguyện tôi thấy một điều đó là mình thấy là cầu nguyện thêm lên, mà không ai cầu nguyện là Chúa ơi cho con từ bỏ điều này, cho con từ bỏ điều kia. Không ai cầu nguyện là bỏ cái này bỏ cái kia cả.
Không ai từ không ai cầu nguyện là Chúa ơi con bỏ cái này con bỏ cái kia cả. Nhưng hỡi anh chị em, chúng ta thấy đoạn kinh thánh này thật tuyệt vời. Chúa thì Ngài tự bỏ mình đi, Ngài tự phủ nhận mình, đặt cái xuống cái quyền hạn hay là khả năng của Ngài. Nó không phải việc dễ đâu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và việc từ bỏ đó nó sẽ đau khổ lắm. Nó có nước mắt nữa. Giống như cái cây mà chúng ta cắt tỉa. Ngày hôm nay tôi ngồi ngoài vườn cây, tôi hồi xưa không yêu cây đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi tới gần mẹ tí thì tôi thấy là tôi yêu hoa. Tôi yêu hoa. Hồi xưa tôi không yêu đâu quý vị. Và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó. Và tôi ngồi tôi thấy rằng mấy cái cây mà nhìn nó có những cái thân cũng như những cái nó đẹp á, nó khi mà nó nở hoa ra đó thì những cái tàn của nó rất là đẹp. Lý do có những cái cây đó nó có chịu cái sự cắt bỏ những cái điều mà không cần thiết, mà nó cắt từ lúc nhỏ chứ không phải là lớn. Và nói về cái sự từ bỏ thì cũng vậy, cái sự từ bỏ nó đau khổ lắm và nó sẽ có nước mắt. Nó sẽ có nước mắt. Kính thưa Hòa Thánh, việc Đức Chúa Trời mà Ngài từ bỏ đi cái ngôi cao sang của Ngài để trở nên con người á, là điều á, chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Và việc Chúa Giêsu từ bỏ đi cái uy quyền hay là cái mọi khả năng của Ngài để Ngài đến cái một thế giới hay là Ngài đến cái trần gian mà để thành một con người bình thường. Rồi không những trở thành một con người bình thường mà Ngài cũng sinh ra trong một máng cỏ chuồng chiên mà không phải như là chăn em nệm ấm như bao đứa trẻ khác. Rồi Ngài sống trên đất thì sao ạ? Ngài là bạn của những kẻ có tội lỗi. Và Ngài là bạn của người thâu thế. Đó là những năm Chúa sống trên đất. Rồi Chúa Giêsu cũng ở với những người bệnh tật, thậm chí là những người mà cùi, phong cùi. Thời bấy giờ thì những người phong cùi không ai đến gần cả. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến ở với những người đó và những con người mà bị xã hội ruồng bỏ. Rồi Chúa Giêsu cũng đến Kinh Thánh đó là không phải để người ta hầu việc Ngài, nhưng mà Ngài hầu việc người ta. Ngài hầu việc người ta. Và cuối cùng thì Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá. Kính thưa Thánh, vậy thì một câu hỏi đặt ra là tại sao Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là vua của các vua, là Chúa của các Chúa, mà Chúa lại từ bỏ ngôi cao sang để trở thành con người? Đây là cái việc mà chúng ta phải suy gẫm lại. Kính thưa Hòa Thánh, tại sao vua của một vua lại sống đời sống nghe ngàng? Tại sao Ngài phải chịu khinh dễ, chịu sự khinh dễ, chịu sự chán bỏ và chịu bị đánh đập? Tại sao như vậy? Kính thưa Hòa Thánh, có những cái lý do sau đây. Lý do thứ nhất đó là khi Chúa Giêsu đến trên đất này, cái mục đích mà Ngài đến trên đất này là, cái lý do thứ nhất đó là Ngài đến để làm theo ý muốn của Cha Ngài. Ngài đến để làm theo ý muốn của Cha Ngài. Kinh Thánh trong Giăng đoạn 6 câu 38 đến câu 40. Mới làm có thể. Nếu anh chị em nào giải ra trước thì có thể đọc. Đọc lời của Chúa trong Giăng đoạn 6 từ câu số 38 đến câu 40. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Vả ý muốn của đấng sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại từ ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta. Phàm ai nhìn con thì tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho những kẻ ấy sống lại trong những ngày sau rốt. Cảm ơn quý vị. Quý vị coi anh chị em nào ai có mở quạt á thì chúng ta nhớ tắt quạt. Còn chúng tôi sẽ mở tiếng cho quý vị để tương tác với nhau, nhưng mà quý vị nhớ cái chỗ mình có quạt thì tắt. Kính thưa Thánh, cảm ơn Chúa vì chúng ta biết cái mục đích nào mà Chúa Giêsu thành người. Thì lý do thứ nhất đó là Ngài đến để làm theo ý muốn của Cha. Kinh Thánh đó là Ngài đến không phải làm theo ý của Ngài, nhưng mà làm theo ý của Cha. Và ý muốn của Cha là gì ạ? Kinh Thánh cho chúng ta biết là Ngài muốn mọi người được cứu,
Ngài muốn tất cả đều nhận sự sống mới từ nơi Ngài. Và Chúa cũng muốn đời sống của tôi và anh chị em, chúng ta cũng làm theo ý muốn của Ngài. Ở trong Galati đoạn 2 câu 20 nói lại: tôi sống không phải tôi sống nữa, mà Đấng Christ sống trong tôi. Nay còn tôi còn sống đó là sống trong đức tin Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài vì tôi. Hội Thánh ơi, tôi và anh chị em, chúng ta sống không phải là chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta sống cho Chúa. Chúa Giêsu Ngài đến, lý do Ngài thành người và Ngài đến đó là Ngài làm theo ý muốn của Cha Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em, để chúng ta nhớ rằng đời sống của mình, những ngày chúng ta sống trên đất này, đó là làm theo ý muốn của Cha. Lý do thứ hai đó là Chúa Giêsu Ngài thành người, đó là Ngài đến để tha tội cho tôi và anh chị em. Ở trong Roma đoạn 5 câu 12 tôi xin đọc: cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, như vậy vì mọi người đều phạm tội. Ở đây Kinh Thánh cho tôi biết rằng cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian. Chúng ta biết người đó là ai ạ? Adam. Cảm ơn chị Dung. Người đó là Adam. Bởi Adam mà tất cả mọi người trên thế gian này đều phải sao ạ? Chịu sự chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cũng trong Roma đoạn 5 từ câu 15 đến câu 19. Mình có thể đọc. Roma đoạn 5 câu 15 19. Xong tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jesus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người, khác là dường nào. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu, song sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đáng phạt. Nhưng sự ban đầu của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự công bình. Vả nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy như bởi một người mà chỉ tội lỗi mà sự đón phạt phải gãi khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một công việc công bình mà xưng công bình là ban cho sự sống cũng gãi khắp mọi người thảy ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều ra thành kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Amen. Cảm ơn mình. Chúng ta thấy một đoạn Kinh Thánh từ câu số 15 câu 19, chữ bởi một người nó lặp đi lặp lại. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu thành người, lý do thứ nhất đó là Ngài đến để làm theo ý muốn của Cha. Lý do thứ hai đó là Ngài đến để tha tội lỗi chúng ta. Và chúng ta biết được Kinh Thánh cho chúng ta biết là bởi một người, đó là ông Adam, mà tất cả mọi người được phạm tội. Và cũng trong cái đoạn Kinh Thánh này, Kinh Thánh cho chúng ta biết bởi một người thứ hai đó là Chúa Giêsu. Và bởi Chúa Giêsu tất cả mọi người đều được tha tội, đều được sự giải cứu. Amen không ạ? Amen. Đây là một điều hết sức tuyệt vời, xin Chúa giúp đỡ cho tụi anh chị em để rồi chúng ta nhận biết điều này. Và cái từ mà bởi một người đó thì nói về một cá nhân, một người thôi mà nhân loại đã được tha tội, một người thôi. Và chỉ một người, tôi công bố buổi tối hôm nay, chỉ một mình anh chị em thì Kinh Thánh nói sao? Một người tin thì sao? Cả nhà sao ạ? Được cứu. Amen. Bởi một mình anh chị em, nếu anh chị em tin thì hãy công bố, bởi mình tôi, cả xóm cả làng của tôi sẽ được cứu. Amen. Rồi bởi một mình anh chị em, Chúa cũng thể sử dụng anh chị em để cứu cả một dân tộc. Amen ạ. Amen. Anh chị em ơi, hãy đọc lời đoạn Kinh Thánh này, Chúa nhắc đi nhắc lại, bởi một người mà tất cả mọi người đều được tha tội. Bởi ông Adam thì mọi người đều phạm tội, bởi Chúa Giêsu thì mọi người đều được tha tội. Và bởi một mình anh chị em và tôi thì không những gia đình mình được cứu, làng xóm mình được cứu, nhưng mà cả dân tộc mình sẽ được cứu. Amen. Hãy nhớ điều này, xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em. Và Chúa Giêsu thì Giáng sinh để đem đến sự giải cứu, không những Ngài cứu, Ngài đem đến sự giải cứu cho tôi và anh chị em. Kinh Thánh nói tôi và anh chị em cũng hãy đem cái điều này đến cho đồng bào của mình, đến cho gia đình của mình và đến cho đất nước Việt Nam của mình. Kinh Thánh là làm sao họ nhận được sự cứu rỗi? Bởi đức tin. Nhưng mà làm sao họ biết nếu không có ai được sai đi? Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho Chúa Giêsu Ngài thành người với lý do đó là Ngài đến để làm theo ý của Cha Ngài.
Ngài đến, lý do thứ hai Ngài đến để tha tội cho tất cả chúng ta. Amen ạ. Và Chúa cô bạn cho em hãy đi nói điều này, hãy công bố phúc âm của Chúa để cho người ta cũng nhận được sự tha tội của Chúa. Amen. Anh chị em ơi, tôi có chia sẻ với anh chị em, điều quý nhất của mình có là gì? Đó là phúc âm. Điều quý nhất mình muốn trao cho mà người thân của mình muốn trao cho đồng bào của mình, những người ở làng, ở xóm mình, thì điều đó là gì? Là tình yêu. Mà tình yêu của mình có đối với họ là gì? Là phúc âm. Hãy chia sẻ phúc âm cho đồng bào của mình. Amen ạ. Và bởi anh chị em, tôi công bố khu vực của anh chị em, xóm làng của anh chị em và cả đất nước Việt Nam này sẽ được cứu. Amen. Amen. Với một người thôi. Lý do thứ ba, đó là Chúa Giêsu đến để chữa lành bệnh tật. Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 4 câu 5. Tôi nhắc lại, lý do thứ nhất, Chúa Giêsu thành người. Ngài đến mục đích đó là Ngài đến thế gian để làm theo ý của Cha Ngài. Điều thứ hai đó là Chúa Giêsu đến để rồi Ngài tha tội cho tất cả chúng ta. Và điều thứ ba, lý do thứ ba đó là Chúa Giêsu đến để chữa lành bệnh tật. Ê-sai 53 câu số 4 câu 5. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự phụ phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi Ngài chúng ta được lành bệnh. Amen. Amen. Đây Kinh Thánh Ê-sai, tiên tri Ê-sai đã nói trước khi Chúa Giêsu giáng sinh. Và điều này đã ứng nghiệm khi Chúa Giêsu Ngài thi hành chức vụ. Chính là Chúa Giêsu không chỉ tha thứ tội lỗi mà Ngài cũng là đấng sao mang hay là gánh lấy mà những lần đòn của Ngài trên thân thể của Ngài chịu để gánh lấy mọi bệnh tật cho tôi bạn em. Đó là Phi-líp 2:23. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi bạn em. Chúa Giêsu không những Ngài đến để là làm theo ý của Cha, nhưng mà Ngài đến để rồi Ngài tha thứ tội lỗi cho tôi bạn em, nhưng mà Ngài đến Ngài cũng gánh đi hay là Ngài mang đi tất cả mọi bệnh tật cho tôi bạn em. Amen ạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Kính thưa thánh, khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài đã bẻ rẫy quyền lực của tội lỗi và đem đến cho chúng ta sự tha thứ. Cũng một quyền lực ấy, Ngài cũng phá hủy quyền của sự chết hay là quyền của sự đau ốm, bệnh tật và đem cho chúng ta sự chữa lành. Xin Chúa nhắc nhở cho tôi bạn em. Và Chúa cũng vậy, Chúa khi Chúa sai chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 1, câu 7, câu 8, khi Chúa sai chúng ta thì Ngài cũng đã trao quy quyền để tôi và anh chị em không những mình nói về Chúa nhưng mà mình cũng thi hành cái chức vụ đó là mình chữa lành cho những người bệnh. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 1, câu 7, câu 8. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 1. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ bệnh tật. Câu số 10. Cũng đừng đem cái bao không, lên. Câu 7, câu 8. Đoạn 10 câu 1, câu 7, câu 8. Câu số 7 và câu số 8. Khi đi đường, hãy gieo giảng rằng nước thiên đàng đã gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết và làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Amen. Amen. Đây là điều Chúa nói. Anh chị em ơi, Chúa Giêsu thành người. Mục đích đó là lý do Ngài đến để rồi Ngài làm theo ý của Cha. Và xin Chúa giúp đỡ tôi và anh chị em khi chúng ta sống những ngày chúng ta sống trên đất này. Điều chúng ta cần đó là làm theo ý muốn của Cha. Điều thứ hai đó là Chúa Giêsu đến để làm gì? Ngài đến bởi để tha tội cho tôi và anh chị em, tha tội cho cả nhân loại này. Và Chúa cũng muốn chúng ta hãy nói về điều này để cho đồng bào của mình được tha tội. Bởi mình Chúa Giêsu mà tất cả nhân loại được cứu. Bởi một mình anh chị em và tôi thì cũng vậy, gia đình của mình, đồng bào của mình cũng sẽ được cứu. Amen ạ. Ở đây Kinh Thánh là sao? Chúa Giêsu đến để chữa lành. Cái lý do thứ ba đó là Chúa Giêsu đến để chữa lành. Và Chúa đã ban điều đó, Chúa trao quy quyền cho tôi và anh chị em. Và khi chúng ta công bố phúc âm, chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, chúng ta đi giảng tin lành, chúng ta cũng đem đến sự chữa lành cho những người bệnh tật. Với Kinh Thánh nói rõ, Ngài trao quy quyền để chúng ta khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và đặt tay trên cả đau vật lành. Luca đoạn 10 từ câu 1 câu 9 cũng nói điều này. Và lý do thứ tư, tôi muốn anh chị em, đó là Chúa Giêsu đến để bẻ rẫy cái sự gỗ xả và ban phước cho chúng ta. Ở trong Galati đoạn 3 câu 13. Dạ, trong sách Galati đoạn 3 câu số 13. Chúa Giêsu đã chuộc chúng ta khỏi sự gỗ xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự gỗ xả vì chúng ta, vì có lời chép, đấng đáng rủa là kẻ bị treo trên cây gỗ. Amen. Câu 13, đoạn Galati đoạn 3 câu 13. Con đọc tiếp câu 14. Câu 12. Dạ, con xin phép được đọc Galati đoạn 3 câu số 12.
Vả luật pháp vốn không phải bởi một thứ đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Ừ. Câu 13 đúng rồi. Câu 14 luôn. Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Jesus mà được trải khắp trên dân ngoại, là hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Tôi xin đọc lại câu 14. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Jesus mà được trải khắp trên dân ngoại, là hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Kính đầu thánh, Chúa Jesus đến, điều thứ tư đó là Chúa đến để bẻ rẫy cái sự rủa sả hay là ban phước lành cho chúng ta. Và đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết lý do Chúa Jesus chịu đóng đinh trên thập tự giá, đó là để bẻ rẫy sự rủa sả cho chúng ta và ban cái phước lành từ Abraham cho tôi và anh chị em. Amen ạ. Chúng ta phải nhận biết điều này. Và sự chúc phước đó từ đâu? Từ Abraham. Sự chúc phước đó từ Abraham. Tôi cũng đã chia sẻ với hội thánh của Chúa đó là tại sao mà gọi là Chúa Jesus gọi là dòng dõi vua David. Vì Chúa Jesus phải được sanh ra trong dòng dõi vua David, bởi vì vua David cũng là dòng dõi từ Abraham, mà bởi lời hứa của Chúa cho Abraham là thông qua Abraham thì tất cả mọi dân trên đất này sẽ được phước. Amen ạ. Cho nên ở trong Chúa Jesus chúng ta không những bị Chúa Jesus đến để bẻ rẫy cái sự rủa sả, nhưng mà Ngài đến để Ngài ban phước lành cho tôi và anh chị em qua thông qua Abraham. Và cái nánh là sự phước lành của Chúa ban á, không phải là tiền bạc không, nhưng mà nó là có sự vui mừng và cái sự bình an trong đó nữa. Amen không ạ? Kính thưa hội thánh, đó là lý do thứ tư. Và lý do thứ năm, Chúa Jesus đến để làm gì? Để giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 23. Xin phép đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu số 23. Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân. Amen. Ở đây kinh thánh là sao ạ? Chúa Giê-xu đến lý do ngày thứ năm ngày đến đó là giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, nói về cái nước đời đời. Anh chị em ơi, và Chúa cũng muốn tôi và anh chị em cũng vậy, chúng ta cũng phải noi theo Chúa Giê-xu, đó là giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Amen. Mình giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời đó, thì trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 12 nói như này: và khi nào vào nhà nào hãy cầu bình an cho nhà ấy. Chúa muốn tôi và anh chị em không những giảng tin lành để cho người ta nhận, người ta về nước thiên đàng. Bởi vì sao anh chị em? Nếu mà một người không có Chúa thì chúng ta thấy sao? Họ sống giống như địa ngục. Đời sống của họ giống như địa ngục. Dù họ có thể là có đầy đủ những điều thế gian này. Chúng ta nhớ hồi xưa ông chị Tám Lệ, mẹ của chị Tám, bà ấy hát bài hát có ngày là có thiên đàng, nhưng mà bà sửa lại từ có ngày là có gì ạ? Có tâm càng. Có ngày là có tâm càng. Anh chị em ơi, Chúa Jesus đến Ngài giảng tin lành về nước thiên đàng hay là nước đời đời. Và Chúa cũng muốn tôi và anh chị em sống một đời sống để giảng tin lành, để rồi cho mọi người họ trở về thiên đàng. Bởi vì đời sống mà không có Chúa đó thì giống như địa ngục mà thôi. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 12 này, sao khi mình giảng tin lành á, hãy đến nhà nào hãy cầu sự bình an cho ngài. Và sự bình an á có nghĩa là trong đó có sự chúc phước của Chúa, có sự thịnh vượng, có sự khỏe mạnh và có sự bình an ở trong đó. Amen không ạ? Amen. Đây là cái lý do thứ năm mà tôi và anh chị em chúng ta phải mục đích của chúng ta sống trên đất này. Đó là mục đích của Chúa. Chúa Giê-xu thành người với năm cái mục đích này. Lý do thứ nhất tôi nhắc lại đó là Ngài đến để đem, để làm theo ý của Cha. Điều thứ hai đó là Ngài đến để tha thứ tội lỗi cho tất cả mọi người. Điều thứ ba đó là Chúa Jesus đến để rồi điều thứ ba Chúa Jesus đến đó để chữa lành mọi bệnh tật. Điều thứ tư Chúa Jesus đến để làm gì ạ? Để bẻ rẫy mọi sự rủa sả, mong sự phước lành cho tôi và anh chị em. Điều thứ năm đó là đến để giảng tin lành. Đó là đời sống của Chúa Jesus. Và điều thứ hai tôi và anh chị em học là cuộc đời Chúa sống như là một con người như thế nào. Chúa thành người với năm cái lý do mà chúng ta học. Rồi một điều thứ hai đó là cuộc đời của Chúa Giêsu sống như một con người như thế nào. Ngài không đến thế gian để mà tìm lấy cái danh dự. Ngài không đến thế gian để rồi tìm có cái sự giàu có. Ngài không đến thế gian để rồi tìm kiếm những cái tiền bạc cho riêng Ngài. Chúng ta thấy ngày hôm nay những cái điều đó đối với thế giới này, nếu mà cách đây cỡ 3 năm chúng ta nghĩ nó là cái điều quý nhất. Nhưng mà ngày hôm nay con người chúng ta thấy sao? Tiền bạc hay là danh vọng hay là sự giàu có nó không có nghĩa lý gì.
thông nghĩa là gì. Cho nên chị em ơi, đây là điều mà Chúa muốn thức tỉnh dân sự của Ngài. Hãy nhớ cuộc đời của Chúa Giêsu sống như một con người như thế nào. Ngài sống đó là Ngài không đến đây với mà Ngài tìm lấy danh dự, hay là Ngài đến tìm cái sự giàu có, hay là tìm tiền bạc. Mục đích của tôi và anh chị em không phải như vậy. Hãy nhớ cái mục đích hồi nãy tôi đã nói, năm cái điều mà Chúa, mục đích của Chúa, Ngài thành người. Ở Philip đoạn 2 Kinh Thánh, đoạn 2 câu 6 hồi nãy chúng ta đã đọc đó, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng mà Kinh Thánh nói sao? Ngài lấy hình tôi tớ. Ngài lấy hình tôi tớ. Ngài là Đức Chúa Trời nhưng mà lấy hình tôi tớ. Tôi có chia sẻ về cái điều này. Thường thường mình nói là tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi người ta đối xử mình như một tôi tớ thì mình không chịu nổi. Vậy thì buổi tối hôm nay quý vị có phải là tôi tớ của Đức Chúa Trời không? Quý vị có phải là tôi tớ của Đức Chúa Trời không? Kính thưa Thánh. Và Kinh Thánh nói sao? Ngài đến, Ngài lấy hình tôi tớ và trở nên như là con người. Ngài sống một đời sống khiêm nhường. Ngài sống một đời sống khiêm nhường. Kinh Thánh nói là Ngài đến không phải để người ta hầu việc Ngài, nhưng mà Ngài hầu việc con người. Ngài hầu việc mọi người. Và Chúa cũng muốn tôi và anh chị em hãy hầu việc những người xung quanh mình. Amen. Từ khi thành lập tới nay, Chúa luôn đặt trong lòng tôi tất cả những người nào đến với Chúa. Chúa đâu có bỏ ra người nào đâu. Cho nên là ai đến với ta không bỏ ra người nào hết. Vậy tại sao mình phải khước từ những người đến với Chúa? Cho nên tại sao hội thánh trong những năm tháng qua thì mình thấy đằng sau mình cứu mang người bệnh, người khó khăn, người cùng khốn, người neo đơn, tất cả mọi người mình đều cứu mang. Và đây là điều tôi muốn nhắc lại. Chúa nhắc tôi, cho nên xin Chúa giúp đỡ để nhắc nhở cả hội thánh của Chúa. Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài sống một đời sống khiêm nhường. Ngài sống như thế nào? Ngài sống một đời sống khiêm nhường. Và Chúa muốn của tôi và anh em cũng vậy. Đó là chúng việc đời sống của chúng ta, đó là hầu việc, đó là phục vụ những người xung quanh mình. Amen không ạ? Khiêm nhường thật đó là có tình yêu thương. Khi mà nói khiêm nhường á, thì khiêm nhường thật cũng có nhiều người nói khiêm nhường lắm, nhưng mà thật sự không có tình yêu thương. Tình cái sự khiêm nhường thật đó anh em ơi là có tình yêu thương. Cho nên á, xin Chúa giúp đỡ cho cuộc đời Chúa Giêsu sống như là một con người như thế nào. Thứ nhất đó là Ngài sống một đời sống khiêm nhường. Ngài từ bỏ, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời nhưng mà Ngài lấy hình tôi tớ. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em. Điều thứ hai, cuộc đời Chúa Giêsu sống như một con người như thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài sống dân phục. Ngài sống dân phục. Không phải trong Philip đoạn 2 câu 8. Philip đoạn 2 câu 8. Chị Dung có thể đọc giùm không? Philip đoạn 2 câu 8. Philip đoạn 2 câu số 8. Tôi xin phép là Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cảm ơn chị Dung. Cuộc đời Chúa Giêsu giống như một con người như thế nào? Ngài sống một đời sống khiêm nhường. Điều thứ hai đó là Ngài sống một đời sống dân phục. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài dân phục cho đến gì ạ? Cho đến chết. Ngài dân phục cho đến chết. Kính đồ thánh, nhiều khi chúng ta cũng dân phục, nhưng mà dân phục là tới lúc mà khó khăn là chúng ta không dân phục được. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em. Kinh Thánh nói sao? Ngài dân phục cho đến chết. Mà khi nói là dân phục cho đến chết á, có nghĩa là sao? Ngài không phải đến để vì lợi ích của chính Ngài, mà Ngài từ bỏ mọi cái ý riêng của Ngài. Kinh Thánh là Ngài từ bỏ mọi ý riêng của Ngài. Và lý do gì? Một câu hỏi đặt ra buổi tối hôm nay cho tôi và anh chị em. Chúa hỏi tôi cũng là Chúa hỏi hội thánh thiên ái. Lý do gì khiến chúng ta không dân phục được? Hãy tự là hỏi bản thân mình. Chúa Giêsu Kinh Thánh nói là Ngài đến, Ngài sống như một con người như thế nào? Ngài sống như một con người, một đời sống khiêm nhường. Ngài sống như một con người như thế nào? Ngài sống một đời sống dân phục, mà dân phục cho đến chết. Vì thì câu hỏi đặt ra cho tôi và anh chị em buổi tối hôm nay, cho hội thánh thiên ái, cho chính mình tôi, đó là lý do gì khiến chúng ta không dân phục, không dân phục được? Tôi thiết nghĩ có nhiều người sẽ, Chúa Thánh Linh cũng sẽ nhắc nhở đời sống của chúng ta. Anh chị em ơi, có nhiều người nói là tôi còn gánh nặng gia đình, cho nên tôi chưa có dân phục Chúa. Có nhiều người nói là tôi còn con cái, gánh nặng con cái. Có nhiều người thì nói rằng tôi còn những còn nhiều công việc, của kế hoạch của tôi quá, cho nên tôi chưa có dân phục được.
Đây là câu hỏi Chúa hỏi anh chị em và chính mình tôi. Lý do nào khiến chúng ta không dâng phục được? Có phải là cái gánh nặng gia đình không? Có phải là gánh nặng con cái không? Hay là công việc kinh doanh của chúng ta? Kinh Thánh nói rất rõ, hãy liều mình dắt thập tự giá. Thập tự giá của tôi là gì? Thập tự giá của anh chị em và tôi đó là gia đình đó. Thập tự giá của tôi và anh chị em là gì? Là con cái đó. Thập tự giá của tôi và anh chị em là gì? Là công việc đó. Nhưng mà Chúa kêu làm gì ạ? Làm gì ạ? Hãy dắt nó đi theo Chúa. Có bao giờ mà nói, Chúa ơi, con dâng phục Chúa được bởi vì con còn gia đình, con còn con cái, con còn công việc không? Anh chị em, đây là điều Chúa hỏi chúng ta. Và nếu mà mình nói là Chúa ơi, con không dâng phục được vì gia đình, vì con còn gia đình, con còn con cái, con còn công việc. Anh chị em ơi, Chúa nói là hãy dắt thập tự giá mình. Và thập tự giá của tụi anh chị em là đó, đó những điều đó, đó là gia đình, là con cái, là công việc của mình đó, là thập tự giá của mình đó. Nhưng mà Chúa muốn tụi anh chị em phải dắt nó theo. Amen. Nhưng mà thật sự ra khi mình nói mình dắt theo Chúa, nhưng mà thật sự ra Chúa dắt cho mình. Amen. Có vấn đề ở chỗ là anh chị em có dâng phục cho giống như Chúa Giêsu không? Có chịu dâng phục không? Kính thưa Thánh, một lý do tôi thấy nữa đó là nhiều khi chúng ta không dâng phục Chúa được, có thể là chúng ta bị tổn thương, cũng có thể là trong đời sống chúng ta hồi từ bé hay là từ nhỏ đó, hoặc là chúng ta bị tổn thương và cái cảm giác nó không an toàn, cho nên chính vì vậy đó chúng ta không dâng phục Chúa được. Xin Chúa cho phải giải quyết riêng với Chúa để rồi thương nó ra để Chúa giúp đỡ chúng ta. Ngài sống như một con người như thế nào? Kinh Thánh đó là Ngài sống cuộc đời của một người giáo sĩ. Ngài sống một cuộc đời của một người giáo sĩ. Chúa Giêsu Ngài sống một đời sống khiêm nhường. Chúa Giêsu sống một đời sống nhân phục. Và điều thứ ba đó là Chúa Giêsu sống một đời sống của một người giáo sĩ. Kính thưa Thánh, Kinh Thánh là Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu vào thế gian. Những ngày qua chúng ta đã nghe nói về Chúa vào đời, Chúa giáng thế, Chúa hạ mình. Và Chúa Giêsu cũng sai, Chúa cũng muốn. Và Chúa đã sai phái tù anh chị em. Chúa nói là như cha đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các con thể. Đồ Thánh, Chúa sai chúng ta về thế gian để làm gì? Và Chúa Giêsu nói là Ngài là sự sáng đã đến thế gian. Bài này tôi có chia sẻ với anh chị em. Và Chúa cũng nói là tôi anh chị em là sự sáng và thế gian là sự tối. Xin Chúa cho để rồi chúng ta cũng hãy đem văn hóa của thiên đàng đến, hay là văn hóa của sự sáng đến với văn hóa của sự tối ở thế gian này. Và Chúa Giêsu Kinh Thánh là Ngài là sự sáng và chúng ta cũng vậy. Anh chị em ơi, hãy nhớ rằng mình sống trên đất này để làm gì? Chúng ta là giáo sĩ của Đức Chúa Trời. Amen. Là người của Đức Chúa Trời, là dân sự của Đức Chúa Trời, là người được Chúa yêu thương. Và Chúa cũng muốn chúng ta hãy trở nên cái người yêu mến Chúa ở dưới đất này. Và dưới đất này chúng ta cũng hãy là trở thành người giáo sĩ của Đức Chúa Trời. Amen. Giáo sĩ của Đức Chúa Trời. Đúng rồi Thánh. Thông qua chúng ta, Chúa muốn thế gian này thấy được sự sáng của Ngài. Giống như Ê-sai, Kinh Thánh nói là Ê-sai á, ông làm sao mà ông thấy được Chúa? Khi mà vua Ô-sia băng, có nghĩa là khi mà tất cả những cái những hoài bão, những cái ước mơ về thế gian này của ông, của cá nhân, của ý riêng của ông, nó phải sụp đổ, thì lúc đó ông mới thấy Chúa, ông mới nhận được cái sự kêu gọi của Chúa. Và chính Chúa đã sai phái ông. Chúa nói là ta sai đi, và ông nói là có con đây, xin hãy sai con. Kính thưa Thánh, Ngài sống cuộc đời như thế nào? Ngài sống cuộc đời khiêm nhường. Ngài sống cuộc đời như thế nào? Chúa Giêsu, Ngài sống một cuộc sống dân phục cho đến chết. Và Ngài sống cuộc đời như thế nào? Ngài sống cuộc đời của một người giáo sĩ. Chúng ta thấy vừa rồi những người thân chúng ta qua đời về với Chúa. Có người thì biết Chúa thì về Chúa. Thậm chí trong hội thánh chúng ta có sự mất mát, đó là mẹ Tí. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì cái gương của mẹ, mẹ cũng sống một đời sống một người giáo sĩ. Một người giáo sĩ. Quý vị có biết không? Khi mà mẹ đi làm cho tới lúc nghỉ hưu thì là lúc mẹ lên đường đi qua Malaysia.
Cho nên mẹ sống một đời sống từ bỏ. Từ bỏ mình không phải dễ. Mình thì giống như hồi nãy tôi nói là mình muốn thêm nữa. Mà tại sao Chúa mà mẹ không không ở tại Mỹ? Mẹ nó lúc mẹ còn sống tôi nhớ là mẹ thích ở ngay trên cái biển đẹp lắm, ở Porto, Ghito gì đó, tôi nói không rõ tiếng đó. Nhưng khi mà ở Malai thì mẹ nói là bởi vì mẹ nghe Chúa kêu gọi mẹ đi qua Malai. Và mẹ sống một cuộc sống từ bỏ. Ở đó mẹ có thể hưởng mọi thứ. Nhưng mẹ đã từ bỏ. Rồi qua sống Malai nơi đó thì thiếu đó. Giống như tôi kể quý vị có lần á, bà ngoại ngủ ở nhà cái trong phòng trong buồng, tôi ngủ nhà trước mà ngủ dưới đất. Thì ăn trộm mới vô, lúc đó thì bà ngoại cũng cũng đâu hay đâu. Bà ngoại chỉ nghe lúc đó Chúa khiến sao cho bà ngoại vô toilet, ăn trộm nó mở cửa sổ ngoài. Nhắc này chắc bà ngoại nhớ. Nó mở cửa sổ đi vô thì bà ngoại vô trong toilet, ông cổng ngoại cứ nghĩ là chuột ở trong toilet, bà kiếm ở trong toilet. Ăn trộm mới vô nó cũng gom đồ ngoài. Tháo cửa sổ mà cái cửa sổ là ngay cái giường của ngoại. Nếu ngoại còn nằm đó thì quý vị nghĩ như thế nào? Rồi mẹ tiếng đó. Qua đó lại thiếu thốn, lại thiếu thốn mọi thứ. Đâu phải như người ta nói ở dưới đất này ở Mỹ là giống như thiên đàng, đúng không ạ? À, quý vị không 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 qua đó thì quý vị chưa biết, nhưng mà tôi qua tôi thấy dưới đất thôi. À, nhưng mà tại sao mẹ lại bỏ nơi đó mẹ đi qua Malaysia? Mẹ sống người ta sống tự bỏ. Và mẹ dùng những cái đồng lương cuối đời của mẹ đó, thì để làm gì ạ? Để đi lo những bữa ăn cho những người công nhân, đặc biệt là những người trốn ở ngoài ở đó. Và tôi thấy mỗi ngày mẹ nấu ăn cho mấy chục người ăn, có khi đi chợ liên tục luôn. Đi chợ liên tục. Mẹ sống một đời sống tự bỏ. Mẹ đã sống một đời sống của một người giáo sĩ. Nhiều khi chúng ta thì muốn Chúa ơi con thêm nữa, mình có này rồi mình muốn thêm kia. Nhưng mẹ thì mẹ sống một đời sống từ bỏ. Kính thưa Hội Thánh, xin Chúa cho tụi bạn thêm, và Chúa muốn tụi bạn thêm hãy nhìn lại cuộc đời của mình. Tôi nhớ hoài cái câu bà ngoại nói, vừa kỷ niệm 100 năm 100 tuổi của bà ngoại. Ngoại nói là không biết là Chúa cho tôi sống để làm gì nữa. Anh chị em ơi, anh chị em có hỏi câu hỏi này không? Mình hãy tự hỏi. Và buổi tối hôm nay Chúa muốn tôi và anh chị em hãy nhớ rằng mình hãy sống một đời sống là của một người giáo sĩ giống như mẹ, giống như ngoài. Mình qua đời đâu đem, mình qua đời không đem gì theo nhá. Anh chị em thấy đi, ở nước Việt Nam của mình những người qua đời cái nút áo họ cũng lắc lại. Bây giờ thì cái điều đó tôi không biết là còn giữ không, nhưng mà tôi thấy rằng là ở Việt Nam đó là những người qua đời là họ kể cả nút áo cũng lắc này. Đâu có đem gì theo đó anh chị em. Cho nên xin Chúa cho tôi và anh chị em. Tôi nhấn mạnh là một điều. Đức Chúa Trời từ bỏ. Ngài vốn có Chúa Giêsu có hình Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi. Chúa từ bỏ, Chúa Giêsu đã từ bỏ. Từ bỏ gì ạ? Cái sự từ bỏ nó khó lắm. Mình thì muốn thêm lên, nhưng mà Chúa Giêsu từ bỏ. Chúa Giêsu từ bỏ để làm gì? Với mục đích đó là Ngài đến để làm theo ý của Cha Ngài. Và Chúa muốn tôi và anh chị em sống một đời sống cũng làm theo ý muốn của Cha. Rồi Chúa Giêsu Ngài, mục đích của Ngài từ bỏ đó là gì ạ? Ngài sống. Cho nên Kinh Thánh đó là Ngài đến để tha tội cho mọi người. Và điều này tôi và anh chị em đã biết rồi. Và Chúa muốn tôi và anh chị em hãy nói cho đồng bào của mình. Bởi anh chị em và tôi, gia đình mình được cứu. Bởi anh chị em và tôi, một người thôi, thì dân tộc mình cũng sẽ được cứu. Và anh chị em ơi, Chúa Giêsu Ngài thành người, mục đích của Ngài đó là Chúa đến để chữa lành bệnh tật. Và cái quy quyền đó, cái điều đó nó nằm trong tay của tôi anh chị em. Hãy đi ra, hãy tiếp tục đi ra, hãy tiếp tục làm chứng, hãy tiếp tục đặt tay kẻ đau được lành. Hãy khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun như điều Chúa nói. Chúng ta đã kinh nghiệm, có thể thời gian qua do dịch bệnh, do những cái điều này, tôi tin rằng đó là điều của ma quỷ, nhưng mà không có gì ngăn trở quyền năng của Đức Chúa Trời cả, không có gì ngăn trở cả. Và lý do thứ tư đó là Chúa Giêsu đến để bẻ gãy sự của xa và ban phước lành cho tôi và anh chị em từ Abraham. Và lý do thứ năm đó là Ngài giảng về nước thiên đàng, và giảng về nước thiên đàng. Vì cái người không tin Chúa thì cuộc đời của họ giống như địa ngục thôi, họ không có Chúa thì cuộc đời của họ như địa ngục.
và anh chị em ơi, Chúa Giêsu sống cuộc đời như thế nào? Ngài sống một cuộc đời đó là khiêm nhường. Ngài đến đất trên đất này, Ngài sống một đời sống khiêm nhường. Ngài dân phục cho đến chết. Nếu quý vị nào đã dân phục Chúa, hãy tiếp tục dân phục Chúa. Và điều thứ ba đó là Ngài sống một đời sống của một người giáo sĩ. Hãy tự hỏi lại bản thân mình, Chúa ơi, con cũng vậy, con cũng là một người giáo sĩ cho Ngài. Anh chị em ơi, qua đời không đem gì theo được. Mẹ Tý là gương của tôi và anh chị em. Và mẹ Tý sống sao? Mẹ không có đến thế gian để rồi cho người ta mà để tìm một cái danh, hay là tìm cái tiền bạc, hay là cái địa vị. Mẹ hầu của Chúa cái bằng là âm thầm. Tôi nhớ những năm mà bắt đầu tôi cùng đứng ở trong giáo hội Baptist Việt Nam, cũng do mẹ dẫn dắt hướng dẫn vào đó. Và mẹ cũng là người giúp đỡ cho giáo hội Baptist Việt Nam rất là nhiều. Mẹ cũng là một người giáo sĩ, nhưng mà mẹ không ai biết tới mẹ cả. Rồi mẹ về đây, mẹ ở trong hội thánh, ở nơi thiếu thốn, ở một nơi mà không đủ tiện nghi, thậm chí xa gia đình, con cái. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi đời sống của mẹ làm gương cho tôi và anh chị em. Vì buổi tối hôm nay tôi muốn anh chị em hãy tự hỏi lại bản thân của mình, và hãy nói rằng Chúa ơi, con cũng muốn sống một đời sống giống như Ngài, giống như mẹ Tý. Đó là một đời sống của một người giáo sĩ, của một người giáo sĩ. Kính thưa Thánh, chúng ta sẽ lắng lòng lại. Tôi muốn anh chị em cùng thờ phượng Chúa với tôi như một bài hát trước khi chúng ta bước vào sự cầu nguyện. Tôi muốn trẻ em chúng ta hãy nhắm mắt lại, và mỗi người hãy nói Chúa ơi, Chúa Giêsu, mục đích của Chúa thành người, Ngài tự bỏ. Và Chúa muốn buổi tối hôm nay tôi và anh chị em tự bỏ điều gì? Lâu nay mình xin thêm lên không à? Nhưng buổi tối hôm nay Chúa muốn tôi và anh chị em sống một đời sống đó là tự bỏ. Cái sự tự bỏ đó nó sẽ đau khổ lắm, nó có nước mắt nữa. Nhưng mà Chúa muốn tôi và anh chị em hãy giống Chúa Giêsu, giống như mẹ Tý. Điều thứ hai, Chúa Giêsu sống như thế nào? Ngài sống một đời sống khiêm nhường, Ngài sống một đời sống dân phục, không có dân phục nữa trường, nhưng mà dân phục cho đến chết. Và điều thứ ba đó là Chúa Giêsu sống như một người giáo sĩ. Và mẹ Tý cũng đã làm gương điều này. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em.
ta bí mời anh em cảm động sự cầu nguyện, sau đó chúng ta sẽ nghe bài. Anh em nào được cảm động có thể lên tiếng cầu nguyện. Tôi cầu nguyện nghe một sư. Hội thánh hiệp ý tôi xin cầu nguyện nghe. Cha ơi, nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng con dâng lời cảm tạ Ngài. Vì buổi tối phước hạnh mà Ngài có hiện diện cùng với mỗi đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài biết được nhu cầu đời sống tâm linh của chúng con. Ngài luôn dùng đệ tớ của Ngài để rồi dạy dỗ, để rồi cảnh tỉnh và giúp đỡ đời sống chúng con để tỉnh thức lại trong ân điển của Ngài. Tối hôm nay chúng con cảm ơn Chúa vì chương trình của Ngài trên đời sống của chúng con. Mỗi ngày chúng con được ngồi dưới bệ chân của Ngài, đây là đặc ân lớn nhất. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài buổi tối hôm nay nhắc nhở cho chúng con. Chính Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời mà Ngài còn xuống thế gian này để người dân phục, Ngài hạ mình để người Ngài làm con người. Thậm chí Ngài còn chết trên thập tự giá để rồi phục vụ. Thì cha ơi, con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con bài học buổi tối hôm nay, cho mỗi đời sống ông bà chị em con và chính mình con có điều nào mà chúng con chưa có dân phục được. Bắt đầu chúng con bước vào đi với Ngài. Cho hiện tại bây giờ chưa có dân phục được điều nào thì buổi tối hôm nay xin Thánh Linh của Ngài nhắc nhở để rồi cho chúng con trở lại ăn năn để rồi dân phục, tái dân đời sống của mình lên cho Đức Chúa Trời hiện tại ngay bây giờ. Xin dòng huyết của Chúa Giêsu tha tội cho chúng con để chúng con trở lại giống như Chúa Giêsu là cha của chúng con, hạ mình xuống để rồi lý do mục đích Ngài đến thế gian để rồi làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Và thứ hai thì đến để rồi Ngài tha tội cho mọi người, và Ngài chữa lành mọi bệnh tật và bẻ gãy cái sự rủa xả, và Ngài đến để rồi giảng tin lành và ban bình an cho người khác. Thì Chúa ơi, lý do đó Ngài cho chúng con là những người được dự phần để chúng con cũng làm hết theo ý muốn mà Đức Chúa Trời Ngài đã theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Và lý do thứ hai Ngài đến, Ngài sống như một con người, là Ngài sống một đời sống khiêm nhường cho chúng con, là những người có sự khiêm nhường hạ mình và chúng con dân phục cho đến chết giống như Chúa, để rồi bắt đầu tập tành bước vào công cái sự mà kêu gọi của Ngài cho chúng con có đời sống dân phục Chúa và dân phục lãnh đạo và dân phục những người mà Ngài đặt trên chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và Ngài sống một cái đời sống giống như giáo sĩ. Chúa ơi, cho hết tất cả những điều này buổi tối hôm nay áp dụng trên đời sống của quý ông bà chị em và chính mình con nữa, để cho chúng con có một cái đời sống dân phục và sống đời sống giáo sĩ cũng giống như tấm gương của bà ngoại và mẹ Tí đã trải qua rất là nhiều năm trên đất này. Hiện tại cho chúng con nhìn thấy điều đó, để rồi qua đó chúng con áp dụng, để rồi chúng con làm gương sáng cho Ngài, đem vinh quang cho Chúa, để qua đó mà nhiều người được cứu và nhiều người được phước giống như chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì bài học của tối hôm nay. Xin Chúa Ngài tiếp tục ấn chứng trong lòng của chúng con và ban ơn cho mỗi lòng của chúng con mở ra buổi tối hôm nay để đón nhận. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước lại cho lãnh đạo chúng con là mục sư tiếp tục để rồi có sứ điệp của Ngài trong những ngày sắp tới, để giúp đỡ cho dân sự của Chúa và chính mình con nữa, để mỗi ngày chúng con được tăng trưởng trong tâm linh và chúng con bước đi trong sự kêu gọi của Ngài theo ý định của Đức Chúa Trời mà đã sắp đặt trên đời sống của mỗi chúng con. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục hành động trên đời sống của mỗi lòng của chúng con. Cha ơi, chúng con biết ơn Ngài. Xin Chúa Ngài ban ơn tiếp tục trên chức vụ của mục sư con càng ngày tiến xa hơn nữa. Ban ơn cho gia đình của ông, ban ơn cho hậu tộc của ông và hậu tộc của chúng con. Qua mỗi chúng con một người tin thì cả nhà được cứu. Chúng con cảm ơn Ngài.
Xin Chúa tiếp tục dùng đời sống chúng con để bày tỏ Ngài ra. Lời nói việc làm của chúng con phải giống nhau. Sống nói phúc âm thì cho chúng con giống như phúc âm. Chơi chúng con không thể làm được, chúng con bất lực, bất toàn. Chúng con cậy ơn quyền năng của Đức Thánh Linh để rồi chúng con phải lệ thuộc Đức Thánh Linh hoàn toàn. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Thì giờ phước hạnh này chúng con dâng mọi sự vinh hiển lên trong tay Chúa và chúng con cùng đồng hiệp ý với dân sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin phép tiếp tục cầu nguyện bởi vì tôi được cảm động trong cái bài học này. Tôi xin phép tiếp tục cầu nguyện những điều mà Chúa dạy dỗ cho chính mình tôi. Và tôi tin rằng Chúa dạy dỗ cho chính mình tôi và Chúa cũng dạy dỗ cho hết thảy quý ông bà chị em. Vì điều bài học này rất là khó với chúng ta nhưng mà nó rất là quý giá cho cuộc đời đi theo Chúa. Xin hội thánh hiệp ý tôi sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn lời của Ngài. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống dân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Tạ ơn Chúa vì lời của Ngài buổi tối ngày hôm nay, Chúa chỉ ra cho chúng con còn có những điều chúng con chưa chịu hạ mình. Và Cha ơi, chúng con chưa có làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha hoàn toàn. Chúa Ngài làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, nhưng mà có những điều chúng con đã làm theo nhưng mà chưa có làm theo hoàn toàn. Có những lúc chúng con cũng làm theo ý của mình. Đó bởi vì sự cứng lòng và sự vô tín của chính mình con cũng như hết thảy chúng con. Xin Ngài tha thứ cho điều đó. Và Cha ơi, chúng con cũng cầu nguyện để rồi Chúa Ngài đến, Ngài tha thứ tội cho chúng con. Đó là cái điều mà thứ hai con học được. Nhưng mà nhiều khi chúng con là con người rất là yếu đuối, không thể tha thứ tội cho anh em của mình. Trong lòng của chúng con còn có những sự vướng mắc, cay đắng, không tha thứ được cho người khác. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và để Thánh Linh Ngài giúp chúng con tha thứ tội cho người khác. Chúng con cảm ơn Ngài. Cha ơi, chúng con biết ơn Chúa vì bài học này nhắc nhở lại cho lòng của chúng con để tra xét lại chính chúng con buổi tối hôm nay là người cơ đốc, là người hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng con đang ở trong tình trạng nào trong thuộc linh? Hiện tại chúng con có tha thứ cho kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho anh em của mình không? Điều thứ ba, Chúa đến để chữa lành mọi bệnh tật. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì đó là một mệnh lệnh mà Chúa đã giao quyền phép của Ngài trên cho chúng con. Chúa nói là những kẻ nào tin ta thì sẽ nhận được dấu lạ này. Lấy danh ta trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, hễ đặt tay, bắt rắn trong tay hay là uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau được chữa lành. Nhưng mà vì sự kiêu ngạo của chúng con cũng chưa có mạnh mẽ để đặt tay lên người đau, chúng con cũng chưa muốn chữa lành cho người khác. Bởi vì đây là một mạng lệnh là Chúa Ngài đến, Ngài để chữa lành cho bệnh tật. Nhưng mà xin Chúa tha thứ tội cho sự yếu đuối của chúng con. Và điều thứ tư, chúng con học được một điều. Chúa đến để bẻ gãy sự rủa xả cho nhân loại này. Nhưng mà chúng con cũng đã có quy quyền để bẻ gãy sự rủa xả của những người khác đã bị rủa xả trên dân sự của Ngài. Nhưng mà có những lúc chúng con nói lời rủa xả trên anh em của mình, chúng con chưa có làm theo lời của Chúa mà bẻ gãy sự rủa xả cho anh chị em của mình. Lạy Cha, xin Ngài giúp đỡ chúng con để khi chúng con nói thì nói vài lời lành để đem lại giúp ích cho người nghe. Chúng con cũng nhân danh Chúa mà bẻ gãy sự rủa xả nào cầm buộc trên hết thảy anh chị em chúng con cũng như trên hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, chúng con biết ơn Chúa nhiều lắm. Và điều thứ năm, Chúa dạy dỗ chúng con ở đây. Ngài đến để rao giảng tin lành cho mọi người. Nhưng mà khó lắm với cuộc đời của chúng con là những người hầu việc Ngài, khó cho sự yếu đuối của chúng con. Có những người thì con muốn giảng tin lành, có những người thì con ghét, con muốn để cho họ chết xuống địa ngục. Đó là cái con người yếu đuối của chúng con. Nhiều lúc muốn giảng cho họ, nhưng mà Chúa ơi, vì sự kiêu ngạo, mình nghĩ rằng là mình hay, mình được cứu, mình giỏi rồi, mình không có muốn giao giảng tin lành cho người khác. Và mình đợi khi Chúa cảm động. Nhưng mà điều mà nếu mà học theo gương của Chúa Giêsu thì chúng con là người phải giao giảng tin lành để cho họ biết rằng là Chúa Ngài giao giảng nước của Đức Chúa Trời. Nếu chúng con không giảng qua được lời nói thì xin Chúa giúp cho chúng con giảng qua đời sống của mình. Đời sống của chúng con là một nhân chứng sống, là một bài giảng biết đi để cho họ biết rằng nước thiên đàng ở tại chỗ chúng con. Chúng con cầu nguyện điều này xin giúp đỡ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa có những điều mà Chúa Giêsu sống một đời sống khiêm nhường. Trong sự đời sống khiêm nhường của chúng con, chưa đủ tình yêu thương để yêu những kẻ ghét mình, chưa đủ tình yêu thương để rồi yêu thương những người mình không được yêu. Cho nên đời sống khiêm nhường phải có tình yêu thương. Con cầu nguyện xin Chúa giúp cho hết thảy chúng con và chính mình con có đời sống khiêm nhường thật sự, mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều và yêu thương họ. Chúng con cảm ơn Cha. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa và một đời sống dân phục cho đến chết. Cha
Cha ơi, chúng con cầu nguyện cảm ơn đời sống của Chúa Giêsu và một đời sống dân phục, có những đầy tớ Chúa, những trưởng lão đã từng sống một tấm gương dân phục Chúa trong sự kêu gọi ở nơi vinh quang phú quý, nhưng mà mẹ tí và ngoại sẵn sàng bỏ chốn nơi chốn mà mẹ đang hưởng thụ và sẵn sàng có một đời sống dân phục để ra đi rao giảng tin lành. Cho nên đây là những tấm gương mà Chúa nhắc lại cho chúng con thức tỉnh trong lúc này. Chúng con có dân phục để tự bỏ chính mình chưa? Có những thứ mà chúng con vướng bận về gia đình, nhà cửa, cơm áo, gạo tiền, hay là việc làm, hay là địa vị danh vọng của chúng con chưa tự bỏ chính mình. Lại Chúa, điều này Chúa nhắc cho chúng con buổi tối hôm nay, có những lúc chúng con chưa chịu tự bỏ chính mình, nhưng mà chúng con muốn thêm vào cho chính mình những điều mà tốt của Chúa nhất. Chúng con muốn thêm vào cho chúng mình. Chúng con chưa tự bỏ chính mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng con. Và Ngài có một cái đời sống giáo sĩ. Lại Chúa ơi, xin Chúa kêu gọi và phai sai chúng con giống như Ê-sai. Chúa ơi, Ê-sai nói rằng, Chúa nói rằng ta sẽ sai ai đi và ai sẽ đi cho ta. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi hết thảy chúng con cũng có giống như một sự kêu gọi giống như Ê-sai. Lại thưa Chúa, có con đây, xin hãy sai phái chúng con. Chúa ơi, điều đó là một cái điều mà ao ước của đời sống hậu việc Chúa của chúng con. Xin Ngài sai phái chúng con làm theo ý muốn của Ngài. Chúa ơi, và thông qua điều đó, xin Chúa Ngài giúp chúng con để cho họ thấy Chúa ở trên đời sống của chúng con. Đừng để chúng con nói bằng môi miệng, nhưng mà hãy hành động bằng việc làm của chúng con. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài buổi tối hôm nay. Rất là điều nhiều dạy dỗ để cho chúng con học, rồi chúng con tỉnh thức, chúng con tra xét lại lòng mình trong những ngày qua, chúng con có làm theo lời Chúa hay chưa, và chúng con có một đời sống làm gương cho thánh đồ hay chưa. Và cha ơi, chúng con cầu nguyện cảm ơn Chúa vì điều này. Chúa cũng nhắc cho chúng con có một đời sống dân phục, chẳng phải dân phục Chúa mà thôi, mà còn dân phục lãnh đạo của mình, dân phục ở trong sự khiêm nhường đến điều. Cha ơi, chúng con cầu nguyện biết ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa Ngài cho lời này từng lời từng chữ in đậm ở trong lòng, trong trí của chúng con. Xin Chúa giúp hết thảy chúng con ngồi đây nghe, không phải nghe làm đủ mà tự lừa dối mình, nhưng mà xin Chúa Ngài Thánh Linh Ngài giúp chúng con để chúng con làm theo. Và xin Chúa chiếm hữu lòng và ý tưởng chúng con mỗi ngày. Cảm ơn Chúa, xin ban ơn lại cho lãnh đạo của con là một sư Lương Hoài Bảo, cho ông được đầy ơn và là thêm đầy sự sức dâu nữa, thêm đầy sự khôn ngoan nữa để đào sâu lời Chúa hơn nữa, giúp cho chúng con hiểu hơn hết thảy. Chúng con tiếp nhận lời của Ngài buổi tối hôm nay với lòng biết ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đồng đến với Chúa trong sự cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trước khi chúng ta nhờ bà ngoại cầu nguyện chúc phước thì tôi có một thông báo, đó là sau giờ này thì mời trong hội thánh chúng ta cứ ở lại để chúng ta sẽ họp về truyền giáo và dẫn ở trên phòng gym này. Kính hội thánh còn vài ngày nữa thì đã bước qua năm mới rồi. Xin Chúa cho tôi và anh chị em trong khoảng thời gian qua thì tôi rất là cảm ơn Chúa vì quý vị đã cầu thai cho gia đình tôi rất là nhiều. Giờ tôi hiện nay cũng đã được phục hồi. Bên cạnh đó, trong năm qua thì chắc chắn trong cái sự mà học của Chúa tôi thì cũng làm cho quý vị có nhiều người bị giáp phạm, cũng có nhiều người mà anh chị em cũng tôi làm cho buồn, thì xin anh chị em cũng tha thứ cho tôi. Dạ. Ngoại ơi, con mời ngoại cầu nguyện cho hội thánh, rồi sau đó chúng ta sẽ họp. Ngoại ơi, không biết ngoại có đây không? Ngoại mở tiếng ra ngoại ơi. Dạ, được rồi đó ngoại. Được rồi đó ngoại ơi, được rồi, ngoại chỉ nói thôi. Dạ. Chúng tất cả đều hiệp một với tôi. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự nhân từ của Ngài. Buổi tối thật là phước hạnh để cho anh em chị em chúng con đều được đồng học lời của Chúa. Chúng con thấy rằng Đức Chúa Giêsu là đấng đã ban cho chúng con cái gương hầu việc, cái gương phục vụ, cái gương hạ mình, gương hy sinh, để Ngài dạy cho chúng con, để chúng con sẽ học theo Ngài và bắt chước Ngài, gánh lấy ách của Ngài và làm theo lời của Chúa luôn luôn. Con cảm tạ Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì đệ tớ của Chúa là vợ chồng mục sư Lý Hoàng Bảo cũng được chịu trách nhiệm lớn lao trong công việc của Ngài tại Hội Thánh Thiên Ái Cà Mau. Và chúng con thấy rằng công việc của Chúa đương phát triển, và xin Chúa cho hãy còn phát triển mãi mãi. Và chúng con thấy mọi sự chu cấp của Chúa, mọi ơn lành và mọi công việc của anh chị em chúng con, lòng trung tín của anh chị em chúng con ở trước mặt Chúa, và chúng con phải cảm tạ Ngài, phải chúc tụng danh của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa thăm viếng cho mỗi người. Chúa ở cùng anh chị em chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa ở cùng họ và ban cho họ được đầy ơn của Chúa, cho mỗi người đều yêu mến Chúa, kính sợ Ngài và hết lòng để phục vụ Chúa như Chúa đã phục vụ đồng bào chúng con, dân tộc của chúng con. Cả thế giới này Chúa đã hy sinh và chịu chết, gánh hết mọi tội lỗi, gánh hết mọi sự hình phạt cho loài người của chúng con. Cầu xin Chúa cho chúng con cũng học được theo Chúa một gương hy sinh dầu nhỏ bé như thế nào, thì xin Chúa cũng cho chúng con hết đồng để hầu việc Chúa. Con cảm ơn Cha, nguyện xin lời của Cha ở đầy dậy trong lòng của các con cái của Ngài. Chúa ở cùng anh chị em, Chúa soi sáng mặt Ngài, ban sự bình an, ban sự phước hạnh, ban sự vui vẻ và cho anh chị em chúng con. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, cầu xin Chúa ở cùng tất cả mọi người và Chúa cũng gìn giữ họ trong mọi bước đường từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu tái lâm. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn ngoại. Kính thưa Thánh, trước khi chúng ta bước vào cuộc họp thì